Cậu con có ấn tượng nhiều. Chị thấy bạn cao mà ốm nhỏ nhắc luôn, ít nói hiền, nhút nhát, cứ kiểu là hai đứa con là hai cái người đối lập tính cách. Em là như thế nào, anh là như thế nào? Nếu thích thì phải nắm tay, chứ đi chơi hoài mấy tháng mà không nắm tay cũng không nói gì hết thì là như thế nào? Rồi sao Khoa Đăng? Con chơi dễ thì quen đi. Tiêu chuẩn để con chọn chồng là chồng không chơi game. Ủa chồng chị cũng chơi vậy sao chị không nói mà chị cứ nói em hoài vậy? Anh nói cái đó là một sự là lừa gạt, một cái sự dối trá, một cái sự không thành thật. Con rất là bực tại vì đụng đến lòng tự trọng của con. Rồi, chào hai bạn. Mình giới thiệu nhẹ cái nào. Con tên Khoa Đăng, con năm nay 30 tuổi, hiện tại là con đang làm IT ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vậy hả? À, nhà con thì ở Tân Bình. Công việc này quan trọng lắm nha. Đó. Rồi bây giờ mời vợ của Khoa Đăng giới thiệu về mình nè. Con tên là Mai Vân. À, con bằng tuổi chồng, con năm nay 30 tuổi. Hiện con là kinh doanh tại nhà. Con bán mỹ phẩm. Rồi giờ hai vợ chồng gặp nhau sao nè? Tụi con công tác trong ngành hàng không. Tụi con sẽ tham gia một cái lớp huấn luyện để bước vào làm. Thì cái lớp đó trải qua trong vòng 3 tháng. Thì hai đứa con gặp nhau trong cái lớp học đó. Ấn tượng gì về ổng không? Ban đầu con có ấn tượng nhiều. Chỉ thấy bạn cao mà ốm như ổng nhắc luôn. Mà hiền dữ lắm. Ít nói, hiền, nhút nhát, cái kiểu là hai đứa con là hai cái người đối lập tính cách, không có chủ động lắm. Còn con là cái dạng ở trong lớp là ai cũng sẽ biết là Mai Vân là ai. Oh, vậy hả? Nhưng mà cô nhìn con, cô lại nghĩ là con hướng nội lắm luôn á. Phải là con rất là nhút nhát luôn á. Khi con làm con rất là lanh, kiểu như là rất là dễ mọi người biết. Còn Khoa Đăng, cái lần đầu tiên con gặp Mai Vân thì sao? Sự là cũng không có ấn tượng gì hết. Mãi sau này lúc mà quen, kiểu như quen bạn bè thôi á, thì cũng thấy nói chuyện được. Con ý là tính của con á, thì ai mà con hay nói chuyện mà nói chuyện được á, thì con sẽ nói rất là nhiều. Học chung với nhau thì bao lâu mới là quen nhau? Xuống làm xong rồi vợ cỡ sau hơn một năm thì tụi con mới quen nhau. Nhưng mà ổng hiền quá. Rồi ổng có tỏ tình không? Là ai tấn công? Con tấn công hay là Khoa tấn công con? Đúng. Tại vì bên này khổ lắm cô. Tụi con đi chơi chung một nhóm bạn. Xong rồi tụi con tách ra, tụi con đi chơi riêng hai đứa để tìm hiểu nhau. Con biết là bạn này thích con, nhưng mà đi chơi hoài không nắm tay cô Dân. Không nắm tay mà không tỏ tình mà cứ đi chơi, cứ đi xem phim vậy đó. Tính con là thích thì nó thích, không thích thì nó không thích. Thích thì nhích chứ. Đúng rồi. Chờ đợi nha. Thì đúng rồi, hai cái tính cách nó khác nhau hoàn toàn. Xong con về con giận. Xong con nhắn tin. Con hỏi là giờ em là như thế nào, anh là như thế nào? Nếu thích thì phải nắm tay, chứ đi chơi hoài mấy tháng mà không nắm tay cũng không nói gì hết thì là như thế nào? Rồi sao Khoa Đăng? Con chơi, vậy thì quen đi. Xong rồi cái hôm sau đi chơi cái con lại lại nắm tay luôn. Con lắm. Con hiền đến mức mà con phải đợi gợi ý và nhắc. Rồi gia đình có hối đồ không? Dạ hối dữ. Hồi lúc con quen bạn là con chưa quyết định cưới, tập trung cho công việc trước. Xong rồi cái, nhưng mà ba con thì nôn lắm rồi, chỉ cần có bất kỳ ai mà là đàn ông thôi. Tới hỏi cưới là cho cưới luôn. Con không có cho bạn này vô trong nhà. Ủa sao kỳ vậy? Mà bắt đứng ở ngoài đầu cổng. Là khi nào mà đi chơi thì gọi điện con đi bộ ra. Chứ không có cho gặp ba, tại vì con biết cái tính ba là như vậy. Gặp cái là ổng mời vô nhà luôn. Gặp cái là ngày mai cưới đi. Là hối cưới liền. Dạ đúng rồi, gặp cái là ngày mai cưới đi. Từ đúng không? Dạ. Nói xong cái bữa đó là mùa mưa. Mà nhà con ở Thủ Đức. Nhà bạn là ở quận 3. Thì chạy tuốt từ quận 3 xuống thì mùa mưa, dầm mưa nhiều quá. Cái bữa đó là mưa nặng quá. Cái con mới kêu thôi vô nhà đi. Gặp ba con. Rồi sao? Rồi ba sao? Ba nói gì? Dồn dập cô à. Điều ra là cha mẹ anh chị em họ hàng. Mà cái lúc đó là con chưa nhớ được tên ba mẹ chồng con bây giờ nữa. Nhưng mà ba con với mẹ con là nhớ hết rồi. Xong rồi bữa sau đi kể cho bác của con nghe. Mà trong khi con không biết gì á. Dạ con nhớ, con không biết. Cái xong về mẹ con mới hỏi là phải ba mẹ Khoa Đăng tên là mẹ tên Thảo rồi ba tên Mười hay không? Thì ra mới biết là hai gia đình đã quen nhau từ trước. Là hai gia đình biết nhau rồi. Dạ, thì hồi xưa ba của Vân với lại ba của con là giống như hai anh em đi, cũng là đi bộ đội. Đi kháng chiến. Đồng đội, một trong những người thân thiết với ba con. Trời ơi, súng binh súng đầu gối bên đầu đó, đem gối chung chăn, thành đôi tri kỷ. Rồi nguyên cái khu của Vân ở bây giờ là khu cảnh vệ á, nguyên khu đó là đồng đội của ba con ở đó. Trời đất ơi, như thì vậy còn gì để nói quá nữa, tiện luôn rồi. Bây giờ cái vụ nắm tay là người ta đã nhắc rồi. Dạ. Vậy thì cái vụ mà hôn, tôi nói hôn má ra nha, có bị nhắc nữa không? Cái đó thì đi du lịch xong rồi mình con nói thiệt đi, con chủ động hay là tại Vân nó nhắc con rồi con mới làm? Thì trong cái hoàn cảnh đó thì bạn nhấp cái thì mình tới luôn.
Nên là cũng không cần phải nhắc nữa. Cái đó là điểm để con chọn bạn lấy làm chồng á cô. Đó. Tại vì con quan sát trong suốt một quá trình là bạn không có, trong ga thì có rất là nhiều bạn nữ, nhưng bạn không có kiểu tán tỉnh nhiều người. Có những cái tật xấu gì mà tới giờ con cảm thấy nó vẫn khó chịu? Tật xấu thì hầu như là bạn không có luôn. Không, chắc chắn có. Nói ra thử coi. Nói thử là game. Vì sao bạn này dân IT à? Ông nào cũng mê game hết. Bây giờ thì chồng con không còn chơi game nữa, nhưng mà trước đó là có. Con không có biết là bạn có chơi game. Tiêu chuẩn để con chọn chồng là chồng không chơi game. Xong bạn cũng không có nói là bạn chơi game. Bữa đó con mới tham gia một cái lớp đào tạo ở trong ga. Con đi chung học chung một con bé bạn thân của con. Con rất là nghiện game. Ngày nào nó cũng chơi game hết trơn. Nó ngồi bên cạnh con chơi game mà con rất là ngứa mắt. Con cứ nói hoài luôn, cuộc đời mày mà còn chơi game là cuộc đời không bao giờ lên được. Mà còn chơi game là mày trẻ con lắm, mày không có nên người được. Sang bữa thứ hai nó lại khoe chiến tích với con là hôm nay em được cái nãy kia, hôm qua em chơi game đến 3 giờ sáng lận, chị Vân đã dữ lắm. Mày kêu sao mà tao nói hoài mày không nghe, mà mày mãi mãi mày không bao giờ trưởng thành được đâu em. Cái xong nó nói lại con, ủa chồng chị cũng chơi vậy sao chị không nói mà chị cứ nói em hoài vậy. Không, chồng chị không chơi game, không bao giờ mà chồng chị chơi game trơn á. Xong nó kêu có chơi 4-5 giờ sáng lận nè, chơi với em luôn nè, để em chụp lại cho mà coi. Xong cái nó chụp cho con coi, nhưng trong đầu con vẫn đinh đinh là không, chồng chị không biết chơi game, nó cho nít ổng cho nít ai mượn chơi game á, chứ không thể nào mà chồng chơi game được. Cái xong con gửi cái đó qua, gửi cho Khoa Đăng thì con mong nhận lại là anh cho người này người kia mượn, nhưng không, thú nhận luôn là chơi game. Con sắp giống như là bắt gặp chồng mà đi ngoại tình đó, phải không? Dạ. Kiểu vậy luôn đó, đúng dạ, không? Dạ, tại vì rồi. Mình đinh đến chồng mình ngon lành. Lúc mà con phát hiện ra rồi, cái cơn con cỡ nào? Con im lặng, con nói cái đó là một sự lừa gạt, một cái sự dối trá, một cái sự không thành thật. Rồi con giận, con im lặng. Cho tới lúc bạn chủ động xin lỗi, rồi thề là không bao giờ chơi game nữa. Mà nè, bé nó nói mình lừa gạt. Đụng đến lòng tự trọng. Tại vì tính con là rất là thành thật. Mà kiểu như con đâu có nói là con chơi game hay là gì đâu. Vân thì cũng đâu có nói là cấm con chơi game gì đâu. Thì con cứ chơi thôi. Thì chỉ là con không có nói thôi. Nó lúc đó nói con giống kiểu như con nói xạo. Nên là con rất là bực. Tại vì đụng đến lòng tự trọng của con. Có cự lại không? Con không có cự. Nhưng mà con nói là con không có phải là dạng lừa dối. Mà trước đó con rất là nghiện game. Lúc đó con thề là con bỏ tất cả các loại game luôn. Là kể từ khi con nói cái câu đó là ngày mai, ngay từ ngày mai con không đụng đến một cái game này hết. Thì cái tật con là làm gì làm cho lẹ. Còn bạn này là ba mẹ bảo bọc, nên cái tính bạn hơi chậm so với con. Chậm dạp, đúng không? Như là con ngày xưa tụi con tự đóng hàng chứ chưa có ông bà hỗ trợ như bây giờ. Giống như là con quay ra một 5 phút đó con đóng xong đựng thùng hàng rồi đó. Thì bạn một thùng hàng đó bạn đóng một tiếng, quay ra cái thùng hàng còn y nguyên à. Một tiếng với 5 phút là cái tỷ lệ nó quá nhiều luôn á. Tại vì nó rỉ mỏ đó. Không muốn thay đổi. Con đã chọn là con cảm giác là chồng con 10 điểm rồi. Tới con đi. Bởi con. Vợ con sao? Tính của Vân thì nhanh trước giờ con không biết rồi. Mỗi lần mà giận nhau á thì Vân hay kiểu như là nói con giống kiểu như con chẳng làm gì hết á. Bình thường con làm rất là nhiều thứ nhưng mà con không có kể lể là những cái việc đó là con làm. Đó. Nghe tủi thân. Tại vì mình làm vì vợ nhiều. Cũng hiền quá mà. Rồi cuối cùng giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Thì cũng mong muốn là nếu giận thì cũng đừng nói cái lời quá tổn thương đến anh. Đó, đừng phủi những cái gì mà anh đã cố gắng. Là đúng không? Thực sự là rất là tủi thân. Đây là cái dịp để cho các bạn có thể bày tỏ và có thể nói một cái lời yêu thương gì đó. Em cảm ơn anh. Suốt thời gian qua, vì nhiều cái quyết định của em đã làm cho chúng ta phải đi vào những cái khó khăn. Em biết cái những cái quyết định của em không phải là hoàn toàn đúng, nhưng mà anh luôn nghe theo. Và sau đó hai chúng ta cùng giải quyết. Anh không biết nói những cái lời mà xính xúa. Anh chỉ biết là mình đi được đến lúc này cũng là do sự cố gắng của hai bản thân và trải qua nhiều câu chuyện rồi. Nhưng mà nếu như em có thể thay đổi được một phần nào đó, những khi mà em tức giận thôi thì anh sẽ không bị cảm thấy tổn thương nữa. Hay trời quá. Ơi, dễ thương quá. Đúng với cái khúc này là phải ôm nhau bằng nhẹ đó. Cái nè, hôn cái nè. Đó, trời ơi, thương quá. Tôi chỉ chúc cho hai vợ chồng nha, phải nhớ cái khoảnh khắc này nha. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ có những cái khó khăn và có những cái sự tranh luận, nhưng hãy nhớ đến cái lúc này để xem lại, để thấy hai đứa đẹp lắm. Chúc cho hai vợ chồng công việc sẽ tốt hơn và trong năm sau có thêm một bé.
đến bây giờ. Sao em mới chia tay người yêu cũ hả? Cái anh này sao mà ba tặng chứ hả? Đó em cũng mới chia tay người yêu thì gặp một đối tượng mới chia tay. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Ngọc Điệp, hiện tại em làm bên siêu thị. Mời em. Em là Thanh Trang, em 27 tuổi, em làm kế toán. À, Thanh Trang, Ngọc Điệp, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? 3 năm về trước. À, em và anh làm chung với nhau trong siêu thị á. Mà em thì vào làm trước nên em được phân công là chỉ lại công việc cho anh. Thì lúc em nhìn thấy anh là mặc đồng phục quần xanh áo trắng nhìn trẻ lắm nên em cứ tưởng là ít tuổi hơn em. Em xưng em là chị còn xưng em. Dạ, anh cũng không nói gì hết mà mặc cứ lâm lâm li li vậy đó, nhưng mà xưng tên thôi chứ không có xưng em. Khoảng một tháng sau thì có chị làm chung với em mà nói là ủa, Điệp nó lớn hơn em 2 tuổi đó mà sao thấy cái xưng bằng chị hoài à. Xong từ đó là em gặp là em đổi cách xưng hô, em không có xưng mình là chị nữa. Hồi đó là em cũng mới chia tay người yêu cũ. Vào cái quay dịch vụ thì em cũng kể về bạn em là em cũng đáng buồn á vì anh ấy đi ngã rồi. Khi đó thì anh trong em đứng một bên mới nghe lén tán cá thì anh mới gặp em hỏi là ủa sao em mới chia tay người yêu cũ hả? Xong rồi nãy ủa sao anh biết được? Xong rồi nãy lúc này anh đang đứng xong anh nghe em nói chuyện. Xong em nghĩ trong lòng em bảo trời ơi cái anh này sao mà ba tạm chứ hả? Đừng nghe lén chuyện người khác à. Vô tình thôi, giống như lỗi sát bên vậy nè. Cái mình nghe rồi. Mình cũng hơi có đẩy bạn này chút. Thì tại vì lúc đó em cũng mới chia tay người yêu thì gặp một đối tượng mới chia tay thôi. Cho nên là mình phải chung tay nè, đúng rồi. Rồi sau đó khoảng tịch tay á thì anh ấy mới đăng một cái dòng status ở trên Facebook á là cần một người ngồi chung xe để đi coi bắn pháo hoa. Em nói là vậy qua chờ em đi. Anh cũng trả lời. Xong tự nhiên tối lại anh qua kêu là đi xem bắn pháo hoa với anh. Sau khi coi bắn pháo hoa đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? 3 tháng sau thì anh rủ em là đi uống cà phê chòi. Trời ơi, cà phê chòi, biết nghe hiểu không? Cà phê chòi, đó. Lý do sao mà rủ người ta đi cà phê chòi? Bữa đó hai đứa chạy vòng quán thì vô quán hết chỗ rồi thì cờ tấp vô cái quán bình thường thôi. Nên hai đứa cũng ngồi uống cà phê xong rồi về. Xạo. Xạo luôn, tin không à? Có tin không? Tức là đi vô đó là em cũng có ý định là không vô rồi tại em thấy là mấy cái quán cà phê mà đen sáng sủa xong vô mà đi vô mấy cái chỗ cái tắm quá xong em cũng sợ. Em nói đi trời không biết sao tự nhiên đi vô đây à. Xong anh tự nhiên anh hôn em, hôn bất ngờ luôn, không chủ động được luôn á. Xong em tức quá xong em nói thôi đi về. Xong em nhắn tin em nói là thôi mình đừng có hẹn hò nữa. Anh hôn em, anh không xin em vậy á. Rồi sao em không có đi chơi đâu. Ta là phải là trao yến rồi, cướp yến. Cướp yến luôn. Rồi. Rồi sau đó ngay nào anh cũng nhắn tin rồi đến chờ em đi làm rồi chờ đi ăn á, xong em cũng mua dần cái đó luôn. Xong đến 6 tháng sau là anh đi mua áo quần tặng cho em. Xong anh kêu là tại mua áo quần này không có thử được nên phải vô khách sạn để thử. Trời ơi. Ủa mua gì mà phải vô khách sạn nữa? Dạ mua đồ ngủ về mua. Trời ơi. Ủa mua đồ ngủ. Rồi còn mua gì nữa? Đồ lót á. Trời ơi. Ủa cái chỗ mà em mua đồ ngủ, mua đồ lót á, cái chỗ đó bộ không có chỗ thử hay sao? Dạ họ đê cái bảng là không có thử. Rồi sao có chịu không? Rồi cuối cùng có vô thử không? Hai đứa cũng vô xong rồi thì bà em cũng thử. Em cũng thử. Dạ. Rồi sao nữa? Không thì vô chậm thì giống như là hai vợ chồng thử, vợ em thử để em xem coi đẹp không. Thì em làm gì lúc em ngồi em coi hả hay sao? Anh coi xong là anh nói là em mặc đẹp lắm, để đó anh lấy điện thoại anh chụp hình lại để lưu lại cái kỷ niệm đẹp này. Trời ơi. Em có cho anh chụp không? Dạ có, tại em thấy đẹp. Trời ơi. Sau anh mới đòi em cái đó xong em nói không, cái này phải cưới nhau mới được chứ chưa cho làm trước đâu. Cưới mới cho làm được đâu. Rồi anh có giận không? Không chị, thì giống như là lúc đó mình giống như là hai đứa cũng quen nhau lâu rồi thì em cũng nghĩ đến chuyện đám cưới chứ không phải là vui chơi qua đường gì hết á. Tốn tiền cả. Mua đồ quá mà. Thì sớm muộn gì mình cũng cưới. Cô ấy giữ gìn thì cũng tốt thôi, không có gì. Ủa, giữ gìn tốt. Rồi còn chuyện gì nữa? Xong rồi đi về luôn đó. Dạ, xong là đi về. 8 tháng sau là cưới. Cưới thì lúc đầu mẹ em cũng không đồng ý đâu, tại mẹ em nói là đi lấy chồng xa quá đi. Sau này gặp khó khăn. Vì lại là anh nói anh cũng cần nữa. Về già là sợ không thấy đường á. Nên mẹ em lúc đầu không đồng ý.
sau em thuyết phục, với lại gia đình anh cũng về quê xa rồi nên nói thôi duyên số vậy thôi cùng cho cưới luôn. Mà chị hỏi nè, dạ. Bà xã là coi như là yêu em là người đầu tiên hả? Không, chưa không có người yêu nào trước khi gặp không, em không chị, không, hình như còn mấy người nữa nhưng mà không kể cho em biết. Sao em biết? Tại vì sau khi cưới thì thấy có nhiều tin nhắn lung tung. Em kiểm tra điện thoại à? Dạ, thì có lúc mà bóc lên thì vô tình thấy nhắn tin. Em bực không? Thì có. Có ghen không? Có chứ chị. Ghen làm gì? Quá nực luôn, từ đó khỏi nhắn nữa. Vì lúc chặn số xong rồi tự nhiên thấy mở lại. Mà có nhắn những cái tin gì gọi là em thấy em khó chịu không? Có ngại bật mí không? Tại lúc đầu yêu thì em chưa biết anh là có người yêu cũ mà quen nhau 4 năm trời đâu. Sau khi cưới thì em mới biết chị ấy hay nhắn tin cho anh. Nhắn tin mà mùi mừng lắm. Sau khi anh thấy em phát hiện ra anh không có lưu tên nữa. Anh lưu chữ MU. Xong em hỏi MU là ai mà cứ hay nhắn tin. Xong anh kêu MU là giải bóng đá ngoài hàng anh á. Sau lại anh đổi chữ MU luôn, anh lưu thành chữ O thôi. Xong rồi em cũng phát hiện nhắn tin nữa, xong rồi anh xóa luôn. Khi mà anh xóa đó thì em đã nhớ được cái số điện thoại của chị đó rồi. Rồi chị ấy thì nhắn tin nhiều lắm, nói là chỉ có MU mới chăm sóc được AT thôi. Tức chị ấy là chị xưng MU, còn trong của em là AT. Xong sau là em mới hỏi là MU là gì mà AT là gì. Anh cũng không nói, anh giấu. Xong rồi em cũng khóc lóc rồi em hỏi. Xong anh nói là chuyện này cũng quá rồi thì anh nói vậy thôi chứ cũng đừng buồn. Thì anh nói MU là mịt ướt, còn AT là anh thọ, là nick giữa anh và người yêu cũ đặt cho nhau ạ. Còn em là cái người yêu cũ của em là tụi em yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ em cũng yêu nhau 4 năm. Hai chúng em sắp cưới nhau thì anh ấy biết tin nên bay về và gặp em. Thì thường thường là buổi tối là chồng em anh hay ghé phòng em. Thì hôm đó anh người yêu cũ em đến, khi đó em mà nhắn tin cho chồng thôi anh đừng có đến nữa. Rồi em sau khi nhận được cái tin đó, thông thường á thì buổi tối linh cảm làm về thì thông thường là em hay ghé phòng của vợ em để chơi. Sao tự nhiên bữa đó bạn nhắn mình nói thôi anh về đi, hơi nghi nghi. Em làm xong em vừa chạy đến cổng thì thấy anh này chị này đứng nói chuyện, mình nhảy xuống nắm chị này kéo ra hỏi là bây giờ quyết định sao. Chị này cũng sợ hai người đánh nhau sao, kéo em ra chỗ khác nói chuyện. Xong rồi khuya thì em có về, không biết hai người đã có gặp nhau nữa hay không thì em không biết. Ủa tức là lúc em về rồi mà cái anh kia chưa về luôn? Không, anh kia thì anh đi đâu á. Có quay lại không? Dạ anh có quay lại. Xong trong em vô làm như vậy xong em cũng sợ nên anh thôi đi về đi đừng có gặp em nữa tại bây giờ mình cũng hết rồi á. Bây giờ anh hỏi đốt giai đoạn chút xíu, sau khi cưới nhau về thì anh có còn liên lạc với cô này không? Có, sau khi cưới về thì em vẫn thấy tin nhắn, rồi lâu lâu vẫn ở nhà gọi điện. Có nghĩa là sau khi mà các bạn cưới nhau về thì cái bạn gái của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Dạ. Rồi bạn trai cũ của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Thì là sao cuối cùng tụi em có bị xung đột về cái chuyện đó không? Dạ, có một lần là Tết thôi năm ngoái. Thì em về quê để ăn Tết cùng ba mẹ, còn anh thì việc có việc bận nên anh ở lại. Thì về quê thì người yêu cũ em nhắn tin ở trên Zalo á, tại vì trong em trước khi về là có đăng nhập mật khẩu của Zalo trên máy tính rồi để biết. Thì về xong đăng nhập lên thấy em hai người nhắn tin với nhau thì anh tự nhiên anh nhảy vô anh nhắn tin. Thấy nhắn mùi mặn quá thì em nhảy vô em nhắn thêm càng mùi mặn thêm. Em biết là trong em nhắn tin rồi nên em tắt nít luôn. Xong anh mới gọi ba bốn cuộc luôn em không có bắt máy. Xong anh mới gọi cho em gái của em hỏi em là ai nhắn tin. Xong em mới nhảy mắt với em gái là em nói là em nhắn tin là đừng có nói chị nhắn tin nha. Xong anh mới điền cho em gái nói nếu như mà anh chị mà xảy ra chuyện gì em là người có lỗi đó nha. Xong em gái cũng sợ, khi đó anh chụp lại cái tin nhắn em về người yêu cũ nhắn tin xong mà đưa cho em gái coi. Xong là em gái cũng trách em, xong rồi anh cũng điền cho mẹ. Em mét với mẹ sao? Thì em nói là cho về quê chơi mà chơi thì lại chat với người yêu cũ hay là nói chuyện với người yêu cũ. Mẹ nói là thì ở đây mẹ cũng không biết nữa, để mẹ la lại. Mẹ có la không? Dạ thì mẹ cũng nói. Xong anh đặt vé máy bay cho vô Sài Gòn luôn, không có ở lại nữa. Xong anh viết một cái tờ đơn ly dị anh bỏ ở trên bàn á. Xong anh đi làm, tức quá em cũng kỹ luôn. Xong anh về xong anh thấy kỹ rồi, xong anh tức quá anh thấy cái tủ chén nó hơi mở ra, xong anh đá một cái, xong là tự nhiên cái kiếng nó vỡ, xong anh bị thương ở chân á. Xong anh kêu quá trời luôn. Xong em tưởng là anh kêu ra để nói chuyện á, em không có ra. Em nằm trong phòng vậy, xong em nhìn ra anh vừa khóc vừa kêu, xong em thấy mẫu mẹ vậy đó. Xong em sợ quá mà em chạy ra, em kêu em gái của anh á chờ anh đi may. Xong về là em làm ô xin một tháng luôn. Rồi một tháng trời vợ làm ô xin thì lúc ấy lúc đó từ mới xé cái tờ giấy đúng không? Dạ, cái đó là hoa rồi. Cái đó là cũng để cho cô ấy hù cô ấy thôi, để cô ấy biết quý trọng. Mà ví dụ hôm đó cái cơn cổ lên rồi cô đem cô gửi thiệt rồi em có đồng ý lý gì không? Không chị. Không. Hù. Yêu thương vợ mà đúng không? Dạ.
Nhưng mà bây giờ còn cái tình trạng mà những người cũ họ còn níu kéo, còn nhắn tin nữa? Giảm bớt rồi ạ. Giảm thôi chứ chưa hết. Tức là lâu lắm, chỉ hỏi giống kiểu hỏi thăm là còn hay không thôi. Chứ không có cái ý. Còn hay không là còn gì? Còn sống hay không à? Dạ. Mà bạn gái của chồng luôn đó. Dạ, không, yêu cũ của em thì hình như là gần như là lâu lắm rồi không có nhắn. Chị hỏi thiệt này, bây giờ mà anh ấy nhắn tin và chồng em không muốn điều đó thì em có đủ can đảm em nói là anh đừng nhắn tin cho em nữa tại vì chồng em không muốn như vậy. Em có dám làm điều đó vì chồng không? Dạ có. Đó, okay. Thấy chưa? Chồng nghe không? Có. Ngược lại. Em có tin vợ em sẽ làm điều đó vì em không? Dạ tin. Tin phải không? Đến bây giờ là phải tin điều đó rồi. Tại vì công khai hết. Anh ấy nếu có coi anh ấy cũng sẽ nghe được cái câu trả lời này rồi. Còn ngược lại, em thì sao? Em cũng có từng nhắn cho bạn ấy là giống như là anh cũng có gia đình rồi thì em cũng có gia đình rồi. Thì giống như là vợ anh cũng không thích nhắn như vậy. Em đã nói nhắn rồi đúng không? Cũng đã nhắn rồi. Rồi. Cái vấn đề của tụi em bây giờ nó lại không phải là vấn đề của hai người này nữa. Mà lại hai cái xúc tác từ bên ngoài. Người này vẫn chưa tin tưởng hẳn người kia cũng chưa tin tưởng hẳn người nọ. Thôi bây giờ chị nghĩ vậy, nhân cái dịp này thì tụi em hứa với nhau dứt khoát, có nghĩa là bây giờ khi mình đã lấy chồng, mình đã có vợ, mình chỉ biết vợ mình và chồng mình thôi. Những cái gì cũ để cho nó qua đi. Chứ còn bây giờ níu kéo những cái chuyện đó để làm gì, thành ra hạnh phúc gia đình mình nó bị ảnh hưởng. Thôi thì bây giờ hai bạn cùng hứa với nhau đi. Đứng lên mình lấy làm chứng. Bây giờ mình lấy từ cái móc này nè. Top lại. Đúng mọi rồi. Người làm chứng không nào? Đúng rồi. Thông qua chương trình Vợ Chồng Son thì em cũng xin hứa với chồng là em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ nữa. Thì anh cũng vậy. Anh cứ cười anh hoài cũng vậy. Anh cũng vậy. Sao nữa? Gia đình luôn là số 1 đúng không? Giống như chỉ còn hai đứa thôi, hai đứa sẽ sống hạnh phúc, không có lo gì chuyện của những người cũ nữa hết. Mình gặp nhau cũng là cái duyên rồi, đã là vợ chồng nữa rồi thì rất là quý, nên em mong là chúng ta hãy cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này. Má hay. Má hay. Xin với chào chị, chào anh. Em giới thiệu em là Trình Thành Đa. Em đang kinh doanh. Em kinh doanh dạ, em kinh doanh về bất động sản với thủy sản. Bất động sản với thủy sản. Dạ. Bây giờ á em có thể nào mà em nói lớn lên một chút xíu, bởi vì là chị muốn là khán giả sẽ thứ nhất là nhớ tên em, dạ. Thứ hai là nhớ công việc em đang làm, bởi vì em đang kinh doanh mà thành dạ. ra là khán giả phải biết là em đang làm gì, kinh doanh cái gì, ở đâu. Dạ. Anh em bao nhiêu tuổi vậy đó. Em nói rõ ra. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Tuyên. Em tên Trình Thanh Đa. Hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Thủy sản. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi. 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá ha. Dạ. Trời ơi. Em đất bất động sản là em đánh khu vực ở dưới miền Tây Cần Thơ rồi. Dạ. Đa số là miền Tây. Và các tỉnh mà có nhiều khu du lịch á. Nhưng mà thủy sản thì mình là coi như mình nuôi rồi mình bỏ dạ. mối hay là như thế nào? Em sẽ có một cái vuông rồi em sẽ nghiên cứu với bên Thái Lan á để mà mình cung cấp cái thức ăn cho họ. Cung cấp thức ăn. Dạ, cung cấp thức ăn cho các doanh nghiệp mà họ nuôi thủy sản. Những cái vuông tôm dạ. người ta nuôi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có thu lại tôm của người ta để em nhập đi qua anh kia không? Cái đó là em sẽ cung cấp cái dựa tôm đó cho mấy đơn vị đó là sẽ vớt đi bán. Em chỉ giới thiệu là cái nguồn thức ăn là mình tự sản xuất luôn hay là dạ, mình nhập ở bên nước ngoài về? Dạ, nhập bên nước ngoài về. Giỏi thiệt ha. Quá giỏi. Chồng cũng dễ sợ mà vợ thì cũng dạ, không thua gì đâu ha. Thường. Bây giờ là qua tới vợ nè. Dạ. Em cưng nói rõ đi, cưng nói giới thiệu rõ về mình. Dạ, em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân. Năm nay em 33 tuổi và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu, em đến từ Cần Thơ. Rồi em bây giờ là em đang tức là cái sản phẩm vừa rồi nó là ở trong cái chỗ thẩm mỹ của em. Dạ đúng rồi. Rồi mình có bán cái đó không? Dạ có, em có một nhà máy sản xuất nữa. Nhà máy sản xuất? Dạ, em có một cái nhà máy chuyên để nghiên cứu sản xuất tất cả những cái sản phẩm và thực phẩm và mỹ phẩm luôn. Rồi thị trường của mình là đa số là ở dưới Cần Thơ hay sao? Dạ thị trường cả nước. Cả nước luôn. Rồi thí dụ như khách là muốn mua sản phẩm của em thì sẽ có những trang web của trên mạng để dạ mua. Đúng rồi, đến các thẩm mỹ viện để mua, tại vì em có một cái hệ thống chuỗi thẩm mỹ. Trời ơi, sao chuỗi thẩm mỹ ở Sài Gòn có không? Dạ có. Vậy đó hả? Dạ. Sau đây mình lấy số điện thoại riêng nhau nha. Dạ. Đúng rồi, chị em phụ nữ với nhau cần lắm. Ủa vậy rồi bánh tét đó là mình mua hay là đừng có nói là bên bà ngoại hay luôn. Là mẹ. Là dạ, coi như là bánh tét luôn á. Cái vấn đề kinh doanh là thâu tóm hết luôn. Bánh tét đó là tụi em mua để... Dạ, tụi em đặt mua thôi, đặt mua của người quen, của bà cô. Dạ. Cái đó cũng là của gia đình. Của bà cô. Bà cô bên chồng hay là bên mình? Dạ bên chồng. À bà cô bên chồng. Dạ.
Giỏi quá à. Là dạ. Gốc của hai em là người Cần Thơ luôn. Dạ, người Cần Thơ à. Vợ em là ở Kiên Giang. Ồ. Kiên Giang dạ. Ừ. Em ở Cần Thơ. Rồi cơ sao? Duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên đó, sao? Cơ duyên đó là em đó là bạn thân của em Út, của anh Đa. À, rồi đó, em một lần tình cờ em đến nhà chơi, mời đến nhà của bạn thân em chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Dạ đúng. Ồ, rồi. Cái điều năm đó bao nhiêu tuổi? Năm đó là em năm 2009. 2009. 2009 hả? Dạ, đúng. Vậy là nay là cũng 4 năm hả? 2008 thì 4 năm. 15 năm. Ủa? 15 năm. Năm. Dạ đúng rồi, mười mấy năm rồi. Vậy mà cô bé này năm nay 33 tuổi là dạ. Thích năm đâu mình cũng mười mấy tuổi đó. Dạ đúng rồi. Chị Linh hỏi là cái điều gì mà đập vô mắt là thích liền đúng không? Đúng rồi, tức là thích anh Đa là ở cái điều gì? Lúc đó hai đứa bằng tuổi nhau mà đúng không? Dạ đúng dạ, rồi. Đúng. Ờ. Tại vì em nhìn là thấy là 90 hết ta. Dạ đúng. 90. Em nhìn thấy là giống như trong một cái đám bạn em có chơi chung với em Út của anh Đa thì em thấy sự chững chạc của anh ấy á, và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm, mà trong khi đó nhìn thấy cái sự chững chạc ga dáng á, anh ấy là ít nói nữa, đúng cái phong cách rồi mới thích, hình như duyên số hay sao mà gặp cái đó em thích liền, em thích ổng luôn. Cái gì mà thành công sớm? Lúc đó là em mười mấy tuổi dạ, mà em thành công là trong lĩnh vực nào? Dạ lúc đó là gia đình em đã có cái truyền thống là kinh doanh bên làm đẹp từ hồi xưa rồi, lâu rồi, bốn mấy năm rồi. Dạ em tiếp quản cái làm đẹp của bên gia đình á. Làm đẹp hả em? Đúng rồi, làm đẹp thẩm mỹ viện rồi đó. Vậy là là cũng chung nghề với là bên vợ luôn. Dạ. Có nghĩa là chắc có lẽ là cái định hướng làm đẹp là bên chồng, rồi cái lúc đó là em yêu anh này, rồi xong rồi em tiếp nối luôn cái truyền thống bên chồng. Dạ, chứ còn bản thân chồng là đi làm business khác. Nhưng bây giờ cái làm đẹp là để lại cho vợ làm, còn em là nhảy qua đất bất động sản. Lúc đó là em giống như là gọi là môi giới vậy đó. Lúc đó còn nhỏ mà, em là gọi là môi giới. Đó. Em vừa môi giới bên đất với nhà với là quản trị luôn cái phần bên làm đẹp của em của giờ trong tài khoản anh có 30 triệu em có thể môi giới mà. Nhưng mà lúc đó là cái vai trò của em ở cái chủ ở cái gọi là cái thẩm mỹ của gia đình là vai trò gì? Quản trị hay là quản lý hay là thiếu gia mà gọi là giám đốc trẻ hay là gì? Nó giống như hồi xưa cũng là gọi là vừa quản trị mà vừa thiếu gia. Ủa mà lúc đó em còn nhỏ quá mà ba mẹ là đủ tự tin để giao cho em quản trị cả một cái hệ thống như vậy à? Em có cái khiếu rồi. Nhiều khi bản giỏi á. À có cái khiếu. Vậy là gia đình em có mấy anh chị em? À, gia đình của em có ba anh em trai. Ba anh em trai. Dạ. Mà em là thứ mấy? Em là thứ giữa. Em là giữa. Dạ. Vậy là cái ba anh em đều lúc đó đều thành công hết hay là chỉ có mình ơn em thành công thôi? Đều hết trơn á. Đều luôn. Dạ. Còn em Út của em á là học chung với vợ của thì em. Đó là bạn thân của người em Út của anh Đa đúng không? Mà sao lúc đó là không thích anh của anh Đa mà lại thích anh Đa là sao? Tại vì anh của anh Đa là sẽ chững chạc hơn nữa. Anh Đa có vợ rồi. Có vợ. Anh vậy là có vợ sớm vậy? Anh có vợ rồi. Anh của em có vợ rồi. Thì anh của em á thì anh của em hơn em bao nhiêu tuổi? À, bốn tuổi. Bốn tuổi thì lúc đó có hai mấy chứ mấy. Dưới quê hai mấy có vợ là cũng hợp lý. Dưới quê là trẻ rồi đó chị. Wow. Nhưng mà em không có gặp anh hai. Em gặp chồng của em là duyên số hay sao? Dính luôn. Ờ đúng rồi, mà cái gu của em á là cái gu là phải cao to. Gu cao to. Nên vậy là đủ cao to chưa? Lúc đó không hiểu sao gặp chồng em là nói chung chồng em nó cũng rất là phong độ, nhìn ổng có một cái sự khác biệt. Là thích luôn. Thích luôn. Rồi lúc đó Đa em có thích bé này không? À, lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á. Nó gọi là trong veo á. Trong veo. Dạ. Lúc đó vợ em có đẹp như bây giờ không? Làn da có không tì vết như bây giờ hay là lúc đó vậy thì mọc mụn? Lúc đó là đẹp hơn nhiều. Tuổi trẻ mà. Dạ, lúc đó là giống như lúc là đẹp gái không bây giờ. Wow, vậy đó hả? Dạ. Chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Trời em ở thời điểm đó là lần đầu tiên gặp là em biết bé nhà đã thích em chưa hay là chưa biết. Giống như là bạn của em Út á lại chơi rồi mình là mình cũng công việc này kia mình đi ra vô chào rồi mình vậy thôi à. Nhưng mà mình có cái ấn tượng là mình thấy bé này là trong veo, trong veo, trong veo gì đó. Chứ mình không có thích. 2008 là 15 năm. Dạ. Bởi vì từ lúc lần đầu tiên gặp nhau đến lúc cưới nhau là khoảng cách là bao lâu? Xem hỏi chi mà tới cưới lẹ dữ vậy trời. Khoan, mình nói là... cái khoảng cách đó là cái khoảng cách ai ai đó nó không? Thì ai cũng biết là người ta là vợ chồng rồi đúng không? Thành ra là mình sẽ ra từ từ, mình ra từ từ, ví dụ như là sau cái buổi gặp gỡ định mệnh đó thì là bao lâu thì em biết được là bạn này để ý em và bao lâu thì bạn này bắt đầu để ý em? Và ai là người chủ động đó? Khi mà gặp là em thích rồi, thích xong rồi, nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ổng quen là 9 năm rồi, 8-9 năm gì rồi.
Cô chị sợ em rồi đó thiệt á, mà chị bắt đầu sợ em rồi đó lúc đó. 10 tuổi có bạn gái là sao? 18 tuổi. Ủa 18 tuổi. 18 tuổi. 18 tuổi mà quen cô bé kia. Quen cái con 8, 9 năm. Con bé kia là 8 năm rồi. 8 năm đúng không? Thì có nghĩa là 11 tuổi hay 12 tuổi gì là đã có bạn gái rồi. 8 năm đúng không? Em sanh 90. 90 hay không là 9. 2009 là em 9 tuổi. Em trừ quên là 19 tuổi. 19 tuổi thì em quen bé đó là 8 năm hay 9 năm, em trừ ra đi là lúc đó em 11 tuổi là em có bạn gái hả? 2009. Còn không chịu nữa. Đúng không? Em gặp vợ em năm em bao nhiêu tuổi nào? Em nói chị nghe coi. Em không nhớ lắm. Em trả lời đi, em gặp bạn chồng em năm em bao nhiêu tuổi nào? Em nhớ là gặp là cũng mười mấy năm rồi mà nhớ không rõ là bao nhiêu tuổi nữa. Lâu lắm rồi, tại vì tụi em thì gặp tụi em không có quen nhau gì hết. Bây giờ mười mấy năm, em 33 tuổi, em trừ đi mười mấy năm thì lúc đó là em bao nhiêu tuổi nào? 20 tuổi, hình như là. Sao lại 20 mấy tuổi quen mười mấy năm mà 33 tuổi mà trừ mười mấy năm. Vậy là mười mấy năm rồi. Ờ, có phải là 19 tuổi, cứ cho 19 tuổi là ấy. Rồi em trừ đi 9 năm nữa thì em có bạn gái năm em 10 tuổi là lý do gì? Thôi mình bỏ khúc đó đi chị. Không phải, mình phải không nghĩ là như vậy có nghĩa là bạn này thành đạt sớm là đúng rồi. Bởi vì là cái sớm quá. Ra đời sớm, cái trách nhiệm sớm quá. Thành ra là phải thành đạt sớm thôi. Thôi giờ mình kể cái từ cái ngày định mệnh đó đi. Thôi bây giờ mình bắt đầu, không, bắt đầu mình mới đi từ cô bạn gái đó. Khi mà đã có cái cô bạn gái đó rồi sao em chùng bước không? Hay là em quyết định là bây giờ mình phải... Lúc đó em không có biết. Là ngay ngày hôm đó luôn là không biết, nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi con làm mai cho anh của con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia, không có chịu lấy cô bạn kia. Đó thì mới nói với anh Đa như thế đó. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là cũng lúc cũng không biết anh có bạn gái gì đâu. Mà xong vài hôm sau đó cái là mới có cơ duyên là bạn thân ngủ đi uống nước thì ra là gặp ổng nữa, thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Đó. Tức là cái người bạn em của anh Đa là rủ em đi uống nước. Dạ nữa. Đúng rồi, đi chơi một đám bạn, đi ra ngoài uống nước với một đám bạn luôn. Thì trong đó mới gặp anh này nữa, học ra anh này nữa. Cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bối rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin. Mà sao chị suy nghĩ tại sao cái người em của anh Đa tại sao không thích em mà để... Tại vì có bạn gái rồi. Mất bé này. Bạn ấy có bạn gái. Vậy là cũng có thể nhiều mối quan hệ. Bạn thân, thôi. Chỉ là bạn thân thôi, bạn học học chung rồi. Dạ đúng rồi, học chung trong lớp thôi. Hiểu dạ. rồi, ý là suy nghĩ đó. Tại vì với một cô bé như thế này thì mắc mới gì có bạn gái khác ha. Bạn gái này luôn đi cho khỏe đúng không? Nhiều khi cái gu khác nhau á. Dạ. Cái là cái duyên đó đúng không? Cái duyên nữa. Nó không phải là người đó, không phải là người của mình đúng không? Dạ, nhưng mà em cũng thắc mắc, đến giờ này em cũng còn thắc mắc. Là khi mà lúc đó nó không hiểu tại sao mà tụi em nhắn tin với nhau mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Anh ấy nhắn tin hỏi thăm em, xin số điện thoại của em hỏi thăm, không biết có phải là nghe lời mẹ hay không. Nhưng mà tới giờ phút này em cũng về tới mười mấy năm rồi em vẫn không hỏi, em vẫn không hỏi gì tới người cũ cả. Đó thì khi á mà 3 ngày sau tụi em gặp nhau xong cái mới xin số điện thoại, trong hẻm đó nhắn qua nhắn lại, và hôm sau là tới lễ tình nhân. Bắt đầu ra uống cà phê xong rồi tới lễ tình nhân thì tụi em chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Điện thoại cho em, chửi em. Chửi em? Đúng rồi, nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Em tưởng đâu ổng ngay lễ tình nhân, ngay trong lễ tình nhân. Có nghĩa là cái gọi là cái thân xác của bạn này là đang uống nước với em, nhưng mà cái dụng cụ mà để mừng ăn á, đúng không? Thì bạn kia lại cầm. Không phải ngày khác. 3 ngày khác. Ba ngày sau. Thì tới lễ tình nhân. Tụi em đi uống nước xong rồi, qua mấy ngày sau là lễ tình nhân, vẫn nhắn tin mỗi ngày mà không có đi sâu về vấn đề yêu đương gì cả nha. Không yêu đương nhỉ, chỉ nhắn tin em đi học về chưa? Đó, rồi các kiểu thôi. Thì bắt đầu cái lễ tình nhân thì tự nhiên số điện thoại của anh Đa gọi cho em, mà tụi em ít gọi nhau lắm, trong mấy ngày mới có mấy ngày thôi, tụi em rất ít gọi nhau, nhưng em cực kỳ thích ông này rồi. Lúc đó là em thích, ơi là thích luôn rồi. Đó, thì bắt đầu là em thấy số điện thoại của ổng gọi, cái em tưởng là ổng gọi. Em mừng bính lên hết trơn, cái bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Nó là, bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn, tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Em trả lời sao? Bạn có tưởng, chưa kịp trả lời, bạn có bộ bạn tưởng đâu á. Tụi tôi quen nhau gần như 8-9 năm vậy, em nhớ bạn có nói vậy. Bạn có tưởng đâu là bộ mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em, lúc đó em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên em hụt hẫng. Em nói trời, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết, người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Thật sự không biết gì hết luôn. Bắt đầu mình hụt hẫng vô cùng, mà cái người này tự nhiên mình thích một cách tha thiết. Không hiểu tại sao chưa vậy chứ mình thích người ta nhiều như vậy luôn. Đó, xong rồi nói chuyện, hai đứa nói chuyện với nhau cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ. Thì á, mà nghe bạn ấy nói thì em chỉ biết khóc.
em không trả lời đi trả lời lại được, em không trả lời được cái câu em chỉ nói nghe bạn ấy, bạn kể chuyện của bạn ấy với anh ấy những năm qua như thế nào như thế nào như thế nào, bạn ấy kể hết. Nói chung bạn ấy không phải là một cái người mà nói chuyện mà cái dạng như chợ búa, không có chửi bới gì em nhiều, nhưng mà dùng những cái lời lẽ đó, dùng những lời lẽ làm em rất là đau đớn. Nhẹ nhàng nhưng mà là nói chung cũng nhẹ nhàng, nói chung bạn ấy cũng là một cô gái nhẹ nhàng đó, nhưng mà là em đau đớn nói chuyện ơi là nói nhiều, ơi là nhiều suốt tiếng mấy hai tiếng đồng hồ mà em không nói được gì hết, em chỉ khóc không, em không hiểu tại sao em lại vậy, em khóc không. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này, em hận ơi là hận luôn. Rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn, xóa hết trơn luôn. Con để chị hỏi Đan là lúc đó em có ngồi kế bên cái bạn đó không? Dạ có, có luôn, bị cầm có số điện thoại của mới lấy em điện thoại đúng không? Dạ. Rồi lúc đó em sao, lúc đó cái tâm trạng em như nào, em kể chị nghe coi. Lúc đó nói chung là bồn, nó bồi hồi lắm, giống như cái kiểu mà bị phát hiện rồi đó. Nói như vậy đó, giống như mình bị phát hiện là mình có liên lạc với một người phụ nữ khác á, khi mà mình đang quen với bạn gái cũ á. Nhưng mà lúc đó trong lòng em có cảm thấy áy náy với Ngân không? Rồi lúc đó cái trái tim em là sao? Trong lòng em lúc đó là em cảm giác là em muốn đứng về phe của Ngân hay là đứng về phe bạn kia? Lúc đó thì nếu mà em muốn đứng, em không đứng về ai hết, tại vì cái bản chất của em á là em muốn là cho mọi người biết á, cho cái bạn gái cũ biết á, đưa điện thoại để cho gọi đi, gọi cho vợ em để biết là em với vợ em á là chưa có gì, chưa có gì, chỉ là một người bạn đi uống nước. Tại vì chỉ uống nước một lần một à, chứ chưa có hẹn hò gì hết, là muốn cho bạn gái cũ của em á là biết như là em như vậy, cho nên mới đưa cái điện thoại. Vậy là lúc đó em cũng không có thích Ngân đúng không? Lúc đó là chưa có đậm sâu lắm, chưa đậm sâu lắm. Dạ. Chưa có đậm sâu. Sao khóc nè? Tức chứ. À sao khóc? Kể nghe coi. Tức chứ sao mà. Tại vì hồi đó giờ mười mấy năm nay sống chứ em chưa bao giờ dám hỏi. Tức là bây giờ em cũng sau đó là em cũng chưa hề hỏi Đa là cái người bạn đó là như thế nào, em không dám luôn. Em không dám hỏi. Vậy thì bây giờ là Đa nói cho vợ em nghe đi, là sau cái buổi đó thì cái tâm trạng em sao? Rồi sau là lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em á, thì em cũng một khoảng thời gian thì cũng có quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình á, là chọn con đường á, vợ mình sau này á, là như thế nào đó, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu lâu từ sau cái cuộc điện thoại đó, bao nhiêu lâu thì em chia tay với bạn gái cũ? Cũng khoảng ngắn à, tại vì em đã có cái ý định trong đầu sẵn rồi. Đó, rồi mình chia tay, nhưng mà trong một cách là gọi là êm đẹp nhất, chứ không phải là mình tôi có người mới rồi đó, tôi bỏ cô hay gì đó, mình nói làm vậy. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em có liên lạc với Ngân không? Hay là dạ. Hay trong là... khoảng thời gian đó là cắt đứt liên lạc luôn. Sao em dám anh xin lỗi, sao em dám chắc là thí dụ em chia tay bạn gái cũ thì Ngân sẽ đến với em, lúc đó cô ta đã hận em rồi mà. Không, lúc đó đúng là mình không có nghĩ là mình sẽ cua Ngân nữa, tại đúng vì rồi. mình thấy cái cô này chưa có gọi là xứng đáng là để làm vợ của mình từ cuối đời á, đúng không? Đó cho nên mình cũng chia tay với cô đó trong một cách êm đẹp nhất. Rồi trong cái khoảng thời gian đó, tới khi mà là liên lạc lại với Ngân này thì là em không có quen với ai nữa hết. Bao nhiêu lâu thì em gặp lại Ngân, em liên lạc được với Ngân? Cỡ 2 với 3 năm, 2 hoặc 3 năm. Hơn 3 năm. Sau khi, cái lúc sau khi em ra trường. Sau khi em ra trường rồi, em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó là đám cưới của em Út là như hơn 3 năm rồi. Thì đám cưới của em Út á, nó mời sao tự nhiên á, em thấy là lúc đó Facebook mới xài, biết Facebook thôi, thì bắt đầu thấy ông này ông nhắn tin. Lúc đó là 3-4 năm sau về quê rồi thì mới là thấy ông nhắn tin. Thấy cái ông này xong là bao nhiêu cái cơn giận nó ùa về. Bao nhiêu cơn giận nó ùa về, tự nhiên cảm xúc nó lẫn lộn, lúc đó em cũng đang có bạn trai. Đó, thì bao nhiêu cảm xúc nó ùa về xong giận quá em xóa bỏ, chặn ông luôn. Xong cái ông mới lấy nick khác nhắn tin. Đó, cái xong xóa nữa, cái ông lấy cái nick khác, ông tiếp tục nhắn tin lần thứ ba em không thèm nữa. Tự nhiên cái em có cảm giác đợi chờ tin nhắn của ông. Thì có cảm giác đợi chờ tin nhắn của ổng. Thì khi mà em đi lên đám cưới của em Út á, thì em Út là em Út của anh Đa. Dạ đúng đó. Rồi. Thì em lên cao tốc lên mà cha em thì rất là khó, tại vì mẹ em thì mất sớm, có một mình cha thôi mà cha em cũng là bác sĩ, mà nuôi ba đứa con gái học bác sĩ nữa. Cho nên gánh nặng cha rất là lớn, cha khó khăn với em dữ lắm, cho nên nó thành ra em chẳng đi đâu được hết. Chỉ đi làm xong về nhà, đi học xong về nhà.
Thì khi đó đó là em trốn đi, lên đi đám cưới thì biết rằng là về sẽ bị đánh. Tại vì em lớn rồi chứ cha vẫn đánh bình thường. Thì là vẫn đánh. Thì em trốn đi mới về này chắc bị đánh thiệt rồi. Nhưng mà kệ, thôi vì bản thân cho nên là trốn đi lên. Thì em đi coi tóc từ Cần Thơ, từ Kiên Giang lên Cần Thơ thì 2 tiếng mấy. Xong gặp ông này em đón ngay. Em dẫn đấu thèm lên xe. Ông đó em thấy ổng bao nhiêu cảm xúc ùa về. Thật sự lúc đó như mới ngày đầu tiên. Như mới ngày đầu tiên cái cảm giác mà em thấy đúng rồi. Thì em thấy ông cái em không thèm nói chuyện tới em giả bộ như ông thấy em kêu taxi cái ông mới lại, ông lái xe em lại, ông mới kêu thôi em lên xe đi. Để mọi người đợi đó, cái ông đang nghỉ hoài thấy vậy rồi sao mọi người đợi. Lên xe cái ông chạy về nhà ông. Ông không lại không đi lại chỗ đám cưới mà ông chạy về nhà ông. Thì cái em nói ủa tại sao anh chạy đây vậy? Ông nói em vô nhà đợi anh chút để anh thay đồ. Lúc đó là em bị em phòng bị liền. Lúc đó mình là con gái mà phòng bị liền. Nói không, tôi không xuống. Lúc đó mình còn giận dữ lắm. Tôi không xuống đâu, tôi ngồi trên xe. Thì bắt đầu chỉ ngồi trên xe thôi. Thì đợi thì bắt đầu ổng vô trong thay cái bộ vest y chang như cái màu mà em đang mặc. Y chang như cái màu em đang mặc luôn. Màu đôi đó. Lúc đó em cũng không để tâm đâu. Sau này em mới biết cái khi mà đi vô đám cưới, cái mọi người ùa ra tại vì ông ra lại là anh ba nhưng mà lại lấy vợ trễ hơn em út. Thành ra ai cũng mong chờ tại vì ổng rất là khó tính, nên là người rất là khó tính. Mẹ làm ai biết bao nhiêu chỗ mà không chịu. Thành ra vừa thấy em bước vào cái bao nhiêu người dòng họ mẹ đã thích em ngay từ đợt đó rồi. Mẹ chạy lại mẹ ôm mẹ mừng lắm, mẹ vui lắm, ba mẹ rất là mừng. Xong rồi mọi người nhìn mình với cái ánh mắt là à bồ của Bách Đa đó. Người tự nhiên đang rất ghét luôn không hiểu em vẫn ghét nhưng mà tại sao lúc đó em lại im ru đi theo te theo. Giống như là lúc đó cái cảm xúc em hận thôi chứ còn đâu có ghét, tại vì gặp một cái là cảm xúc cũ cảm xúc cũ mà giận mà hận nữa, nó xen lẫn rất nhiều cảm xúc nhưng mà vẫn còn một cái cảm giác tha thiết hay như thế nào đó em cũng không diễn tả được đó. Thì vô trong chổng xong rồi cái em ghét anh đâu có thèm ngồi chung bàn đâu. Em bắt ghế em ngồi riêng. Xong cái mọi người kia người ta nhìn xung quanh người ta biết á, cái ta nhường ghế cho người ta đi ra chỗ khác, ta nhường ghế cho ổng ngồi. Cái em cái bà con bạn bè tự nhiên cứ lại hoài, cứ lại nhìn em hoài. Đó, nhưng mà lúc đó em cũng không phản ứng gì hết. Lúc đó tự nhiên không hiểu sao em cũng im ru. Giống như là em chịu vậy hay sao vậy? Chấp nhận chứ hẳn luôn. Trời ơi, nó sao kỳ, sao em kỳ cục vậy trời? Không phải là em một chút nào. Cái đó là yêu mà. Đó. Nằm gia đình cũng đã vô tình đã chọn em từ lúc đó luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà sau trong cái chi tiết này em có thấy một cái điều là bạn Đa này đúng là con của thiếu gọi là thiếu gia, đúng con của đại gia, tức là ít nhất là phải có 100 bộ vest cho nên mới tìm một phát là bộ vest trúng phóc. Mà nhờ cái vết đôi đó đó cho nên người ta cứ nhường ghế hoài. Người ta biết đây là một cặp rồi. Đúng không em? Dễ bạn mày già lắm, rất là tinh tế. Công nhận ghê thiệt á. Im im nhưng mà thấy ghê lắm chị. Đó, tìm một cái bộ ý gian vậy để chứng minh cho mọi người thấy rằng á, đó. Ủa mà sao em biết là Ngân sẽ lên trên đó mà em rước? Trước chắc chắn là lúc đó là có nhắn tin rồi cũng có mời đi đám cưới. Tại vì cha đâu chắc là cha đã cho đi đâu đúng không? Mình không có chắc. Mà cũng đâu có liên lạc với nhau để biết đâu. Có nhắn tin cho em mà em đâu bao giờ đọc chứ không bao giờ trả lời. Hỏi em trai. Hỏi em trai, hỏi Khuyên. Hỏi em trai. Đúng rồi, đúng. Tại vì chắc chắn là em trai sẽ đúng nhắn rồi. Là bà có lên không? Ví dụ vậy. Dạ đúng. Tôi lên. Vậy lần khứa em trai là cũng cũng này nọ lắm. Dạ. Cũng đưa đường chỉ lối rồi. Em cũng có hỏi thông tin của em trai có điện Phúc Ngân lên ăn đám cưới không? Là vậy. Đó rồi đi sao hỏi giùm tao đi. Đó vậy đó. Mà cái bên đây ngộ ha. Ba ông con trai em đây, ba cô con gái. Hay ha. Rồi sao? Rồi câu chuyện xảy ra sau cái đám cưới đó thì sao? Sau cái đám cưới đó thì lúc đó là vô tình cha của em á là muốn gả em cho một người. Một người khác nữa. Dạ đúng rồi, ở dưới Kiên Giang dưới quê á. Cha nói là cha không thể, giống như cha không biết, cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm. Con này không biết gì hết. Con này chỉ đi học thôi. Đó, không có đụng móng tay gì hết. Cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất. Thì cha gả cho một người bạn thân, con của người bạn thân của cha. Thì cái anh ấy mới đi du học ở Mỹ về. Đó thì ảnh có nhà riêng, mà ảnh 30 mấy tuổi. Thời điểm đó em chỉ mới 2 mấy tuổi thôi. Ảnh 30 mấy hơn một con giáp lận, em hoàn toàn không có cảm tình với anh ấy cả. Gu là thích trẻ đẹp. Trẻ đẹp bằng tuổi á. Dạ, đúng rồi, đúng. Nhưng mà lúc đó anh Đa có biết cái sự cố đó không? Cái dạ. Sự việc là cha muốn gả Ngân cho một người khác, em có biết không? Dạ không. Không biết luôn. Em không chia sẻ hả? Tôi biết lúc đó chết luôn hả? Lúc đó là rối người lắm Cần Thơ, người Kiên Giang, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Chưa biết, biết chưa biết chắc đâu. Xuống vô quậy luôn quá. Lúc đó thì em chủ yếu là em tập trung em cua vậy đó. Tập trung em cua. Cua cho bằng được. Dạ. Lúc em đã xác định là Ngân sẽ là vợ em chưa? Chưa. Chưa xác định mà chỉ biết là cái người con gái này là mình cần phải tiếp cận được, mình cần phải chinh phục, đúng không? Đúng rồi. Mình cũng chưa biết là đối phương đã có ý gì với mình chưa nữa. Ủa vậy trong quá trình trước kia là lần đầu gặp nhau là này nọ cũng chưa có chuyện gì xảy ra luôn, chưa nắm tay, chưa không hết chưa gì nắm tay, chưa nói một tiếng sách nhau rồi. Cũng chưa gì hết chưa có nói như thế nào, chưa một câu gì cả. Đi mấy năm trời là sao? Dạ đúng rồi, nhưng mà em thích rồi, em rất là sao? Thích rồi, rồi. Cái chuyện đó xong rồi á là tới đâu rồi ta, tới lúc mà cha bắt gã cho dạ, cái anh đúng rồi về rồi cha giáp đó. Dạ đúng rồi, cha bắt gã nhớ chuyện người ta xong cái em không chịu.
em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái cha hỏi có bạn trai chưa, mày có người, con có người yêu chưa? Nó đâu dám nói có, nó có sẽ bị đánh tại vì không dám. Xong cái nói con chưa, cái cha mới nói là cái người đó như thế này như thế kia, đạt tiêu chuẩn, như có sự nghiệp riêng rồi, có nhà riêng, sinh Sài Gòn, có sự nghiệp riêng, về con chỉ học thôi, cha cho tiền cứ đi học thành tài ra, hai vợ chồng có cái nghề đó, không cần phải lo gì cho tương lai, cha tính hết rồi. Cái không chịu, cái cha nói nếu như không chịu, cha thuyết phục hoài không chịu, khóc lóc đủ thứ hết, cha không chịu, cha nói nếu như không chịu cha tự giận. Mà cha là một cái người mà giống như là cha là một cái người mà cha biết cái yếu điểm lớn nhất của em đó là cha. Cha biết em sẽ rất nghe lời cha, không bao giờ dám cãi lời cha, cho nên cha làm như vậy là lúc đó mình cũng sợ cha làm thật thì sao. Mình có một người cha một thôi, mình đâu có dám. Vậy bắt đầu nghe lời, dạ, nhưng trong lòng thật sự đau đớn lắm, nhiều lần muốn bỏ đi, nhiều lần muốn trốn luôn, đúng, nhưng mà không biết phải đi đâu bây giờ, mà suy nghĩ lỡ cha có gì thì sao, mình đâu có dám đâu, cũng không chia sẻ với Đa luôn. Không, cái xong rồi cái vừa nhắn tin lại chồng khoảng tháng mấy, hai tháng chứ gì, nhắn tin lại khoảng mấy hai tháng thôi, thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không. Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy, nói thật với anh cưới em đi. Chủ động hỏi lời trước luôn. Dạ đúng rồi, kêu cưới. Rồi á, mình cứ nghĩ là gì nè, mình cứ nghĩ là thôi bây giờ chuẩn bị lấy chồng rồi, chắc cha không chịu đâu, mình cứ nói thử cái ông này coi làm sao để mình không phải hối tiếc nữa. Đó là thì anh cưới em đi, lúc đó là Đà sao đi. Để hỏi thử coi cái lúc mà vợ em hỏi em câu đó rồi là lúc đó em sao, cảm xúc em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi. Con muốn cưới thiệt không hay là chỉ trả lời cho có? Dạ cưới thiệt. Phải có nhiều trường hợp trả lời bị khó xử á, bắt buộc phải trả lời cho có nha. Có, anh cũng muốn cưới em rồi này nọ. Lúc đó là mình đang công kích mà, mình đang là cua mà, cho nên mà nghe cái câu đó là nói chung là đạt được rồi, bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Có nghĩa là chấp trong nhận. Lòng em là rồi là cưới đó, tại lúc còn nhỏ tuổi mà, đúng không, lúc đó cũng còn trẻ trung. Cũng hai mấy rồi chứ đâu có lúc có hai mấy tuổi lúc rồi đó, hai mấy rồi thì đàn ông trai mà hai mấy thì vẫn còn là son rỗi lắm đó, đúng không? Rồi có nghĩa là em đồng ý luôn. Còn là em lại lúc hỏi mà cho Ngân có, hỏi một không? Cái là em đúng. Nói là anh muốn, đúng không? Đúng. Rồi lúc mà anh trả lời vậy thì Ngân sao em? Em nói nếu vậy thì anh xuống đi. Em tưởng đâu là ổng nói vậy thôi. Em tưởng là ổng nói vậy thôi. Tại vì em nói cho hả dạ em thật sự là em biết là em đi lấy chồng rồi. Em biết vậy rồi, tại em đâu cả lời cha em được đâu. Ổng nói là tuần sau ổng xuống, ổng sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ổng xuống. Thì là ổng xuống thật. Trời ơi. Xuống luôn. Ổng xuống luôn. Đưa ai xuống, đưa mẹ. Cha mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Wow. Thì xuống xong rồi không thèm xin phép trước luôn. Có nói với em nói xuống đi. Xin phép cha. Nhưng mà đâu dám xin phép cha, đâu dám nói. Xong rồi ổng xuống tới rồi. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha đóng cửa cái rầm. Đóng cửa cái rầm. Cha ở chậm luôn, cha không thèm ra. Thì bắt đầu mới điện cho cô ở gần đó, nó nhăn nỉ cô, nói cô ơi, giờ người ta xuống vậy đó. Cái nó nói trời người ta nào vậy, sao con không nói vậy cô chứ vậy. Đó thì bắt đầu á là lúc đó em ở chung với bà nội nữa, thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc, bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, bây giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó cái ở chồng cha không khóc. Cha không khóc thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra. Nhưng mà thường ngày cha là một người rất là tươm tất, cha em là bác sĩ á, làm trong bệnh viện cho nên rất là tươm tất, nhưng hôm đó là như không hài lòng rồi á, cái thành ra là mặc bộ đồ rất bình thường thôi chứ không áo trong quần giống như thường ngày đâu. Cái xong mặc áo thun rồi mặc cái quần dài đi ra ngoài vậy đó. Xong cái ra cái trong này cái là em ngồi em khóc rồi em nói ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu đó. Ngồi em bỏ chiếc giấy hấu rồi em mới nói em xin lỗi anh, bởi vì cái lúc đó mới nói thật cho ổng nghe, nói là em xin lỗi anh bởi vì á cái không biết cha có đồng ý hay không, biết có đồng ý hay không nữa. Cái ổng nói là cỡ nào anh cũng sẽ cưới được em. Đó rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng phòng khoảng nửa tiếng rồi, chưa được nửa tiếng đâu cái nghe cười ha ha ha, anh xui bắt tay gì, trời ơi cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Thì á một chút nữa cái ra cười, cái bắt đầu á là ba mẹ bên đây nói là con kêu ba mẹ đi các cái mình ủa chuyện gì xảy ra vậy mẹ dữ vậy mình cũng không biết luôn. Không như vậy tức là lúc đó là Đa với lại Ngân là ở dưới bếp. Dạ đúng rồi, không? Ở dưới bếp chỉ có hai bên đằng Suya nói chuyện thôi mà bữa đó là có ba với có mẹ em luôn đúng không? Có ba, có mẹ với hai vợ chồng người cô nữa. Mà hôm đó ai là người nói chính, ba hay là mẹ? Ba. Công nhận thấy không? Còn bây giờ hổ phụ, sanh hổ tử là như vậy. Có nghĩa là nếu mà nói như vậy là Đa là không bằng một góc của bác bác trai. Là tại công nhận bác trai hay thiệt, nửa tiếng hồ thôi. Chinh phục coi như là bẻ cái gọi là gì đó, cái đường rầy qua một cái khác liền. Em nghĩ là phải có thể hiện một cái gì đó cho ba của bé Ngân là đủ tự tin thì mới bắt đầu chuyển được như vậy đúng không? Thì chính xác, có nghĩa là hai người ngồi nói chuyện mà ghê thiệt chứ. Họ nghe tiếng của nhau trước đó. Họ biết nhau trước đó rồi. Biết anh trước đó rồi mới biết. Dạ. Ủa vậy cho anh Tuyên hỏi trong khoảng thời gian đó thì em có gặp cái anh Việt Kiều du học bên Mỹ về không? Có.
đã từng gặp anh đi học xong rồi, anh về Việt Nam rồi. Là em gặp rồi luôn. Gặp rồi, gặp mấy lần người ta xuống, ta đem quà rồi xuống rồi. Tức là anh ấy có cao to giống như là trong suy nghĩ mà hồi đó không. Em thích đàn ông cao to. Không, anh không cao to, ông giống như chồng em. À cũng xem. Dạ đúng. Bởi rồi. Bởi vì đa thắng là đúng rồi. Đúng không? Đây ta có sức trẻ, bản lĩnh mà còn sức trẻ nữa. Anh kia cũng giỏi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà chỉ là hơn con giáp thôi. Dạ. Dạ. Anh kia đi bỏ anh luôn rồi quá. rồi về á, rồi coi như là sau cái chuyến trên đường về á, ba của em có nói cái gì về cái cảm xúc khi mà xuống nói chuyện với gia đình bên nhà Ngân? Dạ. Ba có nói gì với em không? À, thì trên đường khi mà qua cái cuộc hỏi vợ đó đó, thì trên đường về á, thì trên xe cũng có bàn tán rồi cô con dâu rồi gia đình bên đây cũng bác sĩ này kia, với bên mình cũng bác sĩ thẩm mỹ nữa, sau này về chắc là làm ăn nó sẽ phát hơn nữa. Cho nên là cố gắng nha, thương vợ, tại vì vợ á, là chỉ có một người cha thôi, còn mẹ đã mất rồi đó. Nói chung ba với mẹ cùng công kích cái tâm lý của em á. Dạ. Ngân may mắn là được gia đình bên đa đã thích ngay từ đầu rồi. Là mẹ thôi chứ chưa, chị chưa nghe nói là cha thích, nhưng mà cha có là cha gặp là cha có thích liền hay là hôm đó sau khi tiếp xúc với gia đình rồi á thì là cha mới thích? Ba của em là chưa gặp Ngân. Thì đó chưa có nhưng gặp mà. Cô ở nhà chắc cũng phải nói lại. Dạ đúng. Dạ. Nhưng mà hôm đó chắc chắn là cha gặp Ngân xong. Dạ, rồi chắc là cha bắt đầu thương đó, là bắt đầu cha quý luôn đúng. Dạ. Không? Ủa mà sao em tự tin là bằng mọi cách em phải cưới được cho bé Ngân vậy? Lỡ mà ba bé Ngân không chịu bắt một hai phải đi lấy anh chị Kiều kia thì sao? Tự tin thì mình nói, mình phải mình nói cho tại vì mình thương quá cho thì em lòng quá. Dạ, mình thương quá thì mình nói cỡ nào cũng phải, lúc đó mình thương lắm rồi thì cỡ nào thôi. Ví dụ như bây giờ đó là ba của Ngân mà có bắt cưới anh kia thì mình ở đây cũng phải là khóa vậy đó. Lên kế hoạch khóa luôn. Khóa. Tại vì lúc đó mình đã tốn công này kia, mình cua mà. Đúng rồi. Dạ. Trời, cái này đó là của tôi, phải là của tôi, không có bắt đi đâu được hết á. Khóa. Với lại là biết sao, cái gọi là cái background á, quá mạnh luôn. Đúng rồi. Ba của bạn chồng này giỏi lắm. Điều đầu tiên là gia đình có background đã quá tốt. Thứ hai nữa là Đa cũng là một người rất là bản lãnh. Đúng rồi. Bạn đó giỏi ngay từ lúc nhỏ. Mà ba của Đa giỏi dữ nữa. Thì ghê nữa. Nội với cái cách nói chuyện. Dạ. Với anh Xui thôi là anh Xui quay 180 độ liền. Chốt đơn liền. Chốt đơn liền. Kiểu bất cần hết vậy. Thôi giờ ngồi nói chuyện cho có. Tự nhiên nửa tiếng xong rồi. Ok, vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ, sau chừng tháng thôi. Chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn mà. Thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới đám tang đầu tiên. Là mẹ nói là gần đám nói thì chuẩn bị đi mua vàng cưới, mua quà cưới lên thơ. Rồi xin là cha không cho đi. Cha nói không có cho đi, chừng nào cưới xong mới được đi riêng. Cha đi cỡ đó đó. Vẫn còn sợ. Cha đi cỡ đó đó. Xong rồi mẹ bảo đảm, mẹ nói đưa đi xong rồi về liền. Đó, thì bắt đầu lên trên xe thì hai đứa lần đầu tiên mới nắm tay nhau, nắm từ Cần Thơ, nắm từ Kiên Giang suốt là hai đứa nắm tay chặt mà không dám nói gì hết. Không đứa nào nói gì đứa nào hết. Tại vì anh đang là một người cực kỳ mà ít nói. Còn trong khi em thì lúc đó mình ngại muốn chết. Thì ra đâu có nói gì đâu. Hai đứa nắm tay đi suốt chặng đường tới Cần Thơ luôn mới buông. Ông lái xe một tay. Vậy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, bản lĩnh thiệt chứ ha.